Chào mọi người, mình tên là Thùy Trang và hiện tại mình đang phân phối cái dòng sản phẩm giảm cân của công ty Vita Organic. Thì lý do tại sao Trang lại chọn cái sản phẩm giảm cân này để kinh doanh thì nó cũng bắt nguồn. Cái lý do đầu tiên đó là nhu cầu giảm cân của bản thân mình và cái sự trải nghiệm thực tế của bản thân mình. Thì sau khi mà Trang lại giảm cân thành công nhờ cái VG này thì Trang quyết định Trang phân phối luôn. Thì để Trang kể cho mọi người nghe một câu chuyện nha. Thì Trang trước khi mà kinh doanh thì Trang là một nhân viên văn phòng, mà mọi người cũng biết là nhân viên văn phòng thì ngồi một chỗ ít vận động, và những lúc mà rảnh rỗi thì Trang rất là hay lấy đồ ăn vặt ra ăn. Và có khi buổi sáng đi làm sớm mình không có thời gian mình ăn sáng thì mình phải nhịn, và trưa mình cũng có đôi khi mình cũng nhịn luôn, và tối về thì sau ngày làm việc thì cơ thể mình nó bắt buộc mình phải nạp năng lượng để qua ngày hôm sau mình có năng lượng để mình tiếp tục làm việc. Thì khoảng thời gian đó Trang ăn khuya nữa, cho nên là cái mỡ bụng của mình nó rất là bự, và tay chân mình nó cũng bắt đầu nó bị xù ra và nó rất là to luôn. Thì mình không có ý thức được cái việc đó cho đến khi những bạn bè xung quanh và người thân họ nói là sao giờ này mày mập quá, và lúc đó mình mới cảm nhận được cái sự nặng nề của bản thân mình, là rất là làm biến và những không muốn làm cái gì luôn. Cho nên lúc đó mình mới nhìn nhận bản thân mình thì mình phải bắt buộc mình phải giảm cân để lấy lại cái vóc dáng. Thì Trang tìm hiểu rất là nhiều loại sản phẩm luôn, nhưng mà chưa từng có những người nào bán mà họ đã trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này. Cho đến khi Trang rất là may mắn khi mà biết được cái một chị đó là bán giảm cân trước Trang. Và chị đó cũng đã từng trải nghiệm sản phẩm và giảm được 4kg trong vòng 1 tuần. Thì Trang mới đặt lòng tin và Trang test thử, dùng thử một liệu trình. Và sau 1 tuần thì mọi người biết Trang giảm được bao nhiêu ký không? Thì 1 tuần Trang giảm được 5,2kg luôn. Đây là hình lúc mà Trang đi sinh nhật của mẹ thì mặc cái đầm body màu hồng á, nó như một con đuông dừa đó. Thời thời gian đó như là Trang tăng khoảng như là gần 6kg. Và sau một thời gian ngắn á, Trang giảm được 5,2kg thì bạn bè người thân họ rất là bất ngờ. Trong một khoảng thời gian ngắn mà mình có thể giảm được cái số ký nhiều như vậy, thì bạn bè hỏi mua rất là nhiều, người thân hỏi mua rất là nhiều. Và Trang mới suy nghĩ là tại sao mình không bán để mình chia sẻ lại cái bí quyết giảm cân á, cái bí quyết để mình lấy lại dáng cho những người khác khi mà họ đang có một cái ước ao, họ khát khao muốn lấy lại cái ngoại hình của mình và thay đổi cái vóc dáng của mình. Và những bạn mà quá mập thì họ có thể đi thon gọn hơn một xíu để họ tự tin hơn trong cuộc sống này. Thì cái liệu trình này là giảm cân VG Diet đây. Thì cái hộp này nó sẽ là liệu trình 1 tuần 7 ngày. Thì có một ngày mình xuống 7 viên. Thì mọi người nghe là 7 viên mọi người nghe rất là nhiều đúng không, và thấy ngán đúng không? Nhưng 7 viên này thì mỗi viên nó sẽ có thành phần khác nhau. Và mỗi viên nó sẽ làm thành phần ví dụ như là viên collagen, viên rau củ, viên trao đổi chất, viên khóa cân vĩnh viễn. Thì mỗi viên nó sẽ làm một chức năng khác nhau. Trên quá trình mình sử dụng mình sẽ không bị mệt mỏi hay mình sẽ có những tác dụng phụ về sau này. Còn những viên mà những cái loại mà 1-2 viên trên thị trường thì nó rất là có hại đến cái dạ dày của mình sau này. Và sau khi mà Trang đã giảm cân thành công rồi thì hiện tại Trang vẫn đang sử dụng cái detox X-Line. Đó là Trang hay gọi là detox rau củ á. Thì đây, thì sau khi mà đã giảm cân thành công rồi thì Trang đang duy trì cái detox này. Tại vì cái detox này nó có công dụng là chống hấp thụ lại lượng calo nạp vào cơ thể và đào thải cái lượng chất béo mà mình ăn mỗi ngày, thì sẽ giúp cái giữ cái vòng eo của mình nó không bị tăng cân, hoặc là mình sẽ giữ được cái mức cân của mình. Và những bạn nào đang có nhu cầu muốn giảm cân, muốn thay đổi ngoại hình của mình, muốn tự tin hơn trong cuộc sống thì mọi người cứ inbox riêng cho Trang, thì Trang sẽ tư vấn cho mọi người với tư cách là một người đã từng trải nghiệm thực tế cái loại sản phẩm giảm cân này, và nó sẽ mang lại cái hiệu quả từ 2 đến 3 ngày đầu sử dụng rồi. Cho nên mọi người có thắc mắc gì cứ inbox riêng cho Trang thì Trang sẽ tư vấn cho mọi người nha. Bye bye mọi người.